Các giải vô địch quốc gia tại châu Âu đang bị ngoại hạng Anh hút máu như thế nào? Trong những năm trở lại đây, chúng ta không thiếu những câu chuyện về những thần đồng bóng đá, về những tài năng thiên phú, những con người được miêu tả là những cậu nhóc sinh ra để chạy theo trái bóng. Họ có thể chơi bóng ở một câu lạc bộ nhỏ nào đó tại châu Âu và sau đó khi bắt đầu bộc lộ tài năng của mình, những cái tên này sẽ được đẩy tới những đội bóng lớn hơn ở các giải vô địch quốc gia tại châu Âu. Và dường như ở thời điểm đó, những nhà tuyển dụng tại Anh đã soạn thảo sẵn một giao kèo để đưa các tài năng này về thi đấu tại ngoại hạng Anh. Mùa hè năm nay là một ví dụ. Những nhân tài ở các giải vô địch quốc gia khác như Timber, Tonali, Onana, Szoboszlai, Christopher Nkunku, Nicholas Jackson, vân vân và mây đều được đưa về nước Anh một cách ồ ạt. Với sự chênh lệch ngày càng lớn về mặt trình độ giữa ngoại hạng Anh và các giải đấu khác, có lẽ họ đang thực sự muốn biến các giải vô địch quốc gia khác trở thành nơi nuôi dưỡng những tài năng thay họ. Quan điểm của bạn về vấn đề này thì sao? Đừng ngần ngại để lại ý kiến của mình ở phần bình luận nhé.